Hello anh em, thì hôm nay lại đi câu lục nha. Hôm nay trời bắt đầu lạnh, hôm nay là hôm 24, thứ mấy thì không nhớ rõ lắm, 24 tháng 10. Chốt mồi để đến chiều khoảng 3-4 giờ chiều đi câu anh em. Vẫn như mọi khi nha, chính nên nhá. Cắm gạo. Thì đi câu cái hồ này có 100.000 thôi. Anh em ạ. Để câu hồ 100.000 cái hồ này cá nhỏ hơn cái hồ 150, nhưng một hồ 150 thì hỏng rồi anh em, chả biết sao cá nổi đây rồi. Cái này là thính chảo chứ không phải là thính chảo nha anh em nhé. Rất chi là nhiều anh em có bảo thính chảo là cái gì, tôi chả biết chảo là cái gì. Bảo thính chảo. Đi câu em. Đi câu, đi câu. Đi không? Dưới huyện. Chào bà con nhé. Chào bà con nhé. Nếu biết hôm nay lạnh đúng không? Ăn không được. Cũng một lượng thì dân cứ rủ. Xuống em tí em. Bây giờ chắc còn đéo được con mè. Đây. Ông ra lại đi viện à? Anh cũng không hỏi. Đây rồi, anh nấu cơm rồi. Nấu xong rồi ăn đây, xong hai anh em ăn, anh đang định trộn mùi xong rồi gọi mày mà. Thôi, đơn giản thôi. Để chơi dễ trúng mè và trôi. Xong rồi anh em, nhanh không? Tí xong. Nó nhoằng nhoằng mấy phút xong.
nay ông khéo mang đi bắt chép giòn được đấy. Bọn này ông khéo mang đi bắt chép giòn được đấy. Ok anh em, sao hello bà con, đây hôm nay hai anh em đi câu nhá. Cú hưởng đây. Ngồi đây hồ câu 100 nhá, chả biết có được con mẹ gì không thì không còn biết. Hôm nay trời bắt đầu sẽ lạnh đây, vừa đến hồ xong. Đổ câu đây anh em nhá. Rồi hôm nay view mình review xa một chút để cho anh em nhìn thấy tổng thể cái lúc ra cần, ra lọ, ra chai anh em nhá. Ok, vậy là ổn rồi. Mình nghĩ như này là review như này là ổn rồi đấy. Rồi ok, bắt đầu ra cần nhá. Thì bây giờ nó khoảng gần 3 giờ chiều rồi.
nông lên đấy thì khoảng tầm hơn mét thôi em ạ, mét ba mét rưỡi thôi. Cái này của anh cụt vướng cây quá. Ôi, nước nông quá. Cái ao nước ấy, chỗ này kéo đến 1 mét ấy. Ôi nông quá. Cái gì vậy? Tính cá luôn à?
hai nước em ạ.
nông quá.
Anh Lượng ơi! Thả thế! Thôi ra cần lâu quá anh em. Chủ hồ mất cho 30 đi phút. thả thính này. Đây, thính mình để ở đây, ra đưa cho chủ hồ đi thả thính. Chép bàn tay thì câu chó đi. Bán rô phi đây. Đây là hỏi các bác này, bọn câu bán rô phi. Qua ông ấy, ông Hải đang làm mớ. Đạt mẹ, cái ông gì làm lưng tải, sợ thật. Rô phi hai ngón tay thì anh lại thả xuống. Đánh mè, xong đóng chua thế. Tôi nhận tính cua này, trôi. Hôm nay định đi đây nghe ông tự ông bảo để mai. Sáng nay thả rô chim. Hôm nay lại thả chim à? Vâng. Thả chưa? Thả rồi. To không? Hả? Bằng bao nhiêu? Tầm cân, gần cân, hơn cân. Đấy. Đấy là kia đây, lúc em bắt hai con mang về. Giật 5 con rồi. Bịp lắm. Bịp. Vừa nào. Mày mang đèn laser hay sao? À không phải. Điện thoại. Anh nói đèn laser. Riêng A Hồ này bọn đi 300 cục về đến câu đấy. Về mẹ, hôm nay nước đẹp thế này, tôi định đi hôm nay ông tự ông bảo mai. Hỏi mai. Hỏi mai thôi mai. Ôi giời, cá nó vẫn dưới hồ mà, ra móng thất. Chim lại chán. Chẳng qua em mấy thằng kia rủ nhau rồi thì xuống chứ chẳng nghe này à, cháu mấy thằng kia rủ nhau xuống rồi nhưng chẳng nghe lại đi về. Chim. Chim ăn cùng. Anh thả xung quanh hộ em. Cứ thả vào phao. Chim thì phải mai phải chơi cát, bữa giờ rô phi nổi anh. Đấy cứ thả như thế cho em xung quanh. Đấy nó chả nổi. Rô phi nổi. Và chỗ đấy lúc nào nó chả nổi. Xong là cuối cùng anh đổ ụp phát lên chốc phao cho em cái. Chim quá
quá đẹp, đúng rồi, thợ chuyên nghiệp thả thính của các đấy anh em. Hay thả đi vào phao này mình bơi thuyền của ông mẹ, cũng gọi ông vàng gì, cứ bình tĩnh. Đúng rồi, đúng là thả thính chuyên nghiệp ra cá lượng, thả thính chuyên nghiệp của các, nhìn nó khác các bọn. Có, anh thả luôn cho nó đi. Không, nó lại bơi. Mai câu ơi, câu muộn tối thì anh. Nếu mà câu buổi tối. Nói chung là... Thế mà ngồi ao anh em một suốt. Nói chung là hôm, hôm nào cũng được giật. Ngồi hơn 5 món chả được con nào chán nữa, bây giờ quay lại. Thì lần nào em câu anh trả ra anh xem. Toàn mồi em đi mua rồi đấy. 50.000 ở chỗ thằng Thanh đấy, đùa đâu. Chim thì về phải buộc lại linh. Mua mồi Thanh à? Mua mồi Thanh à? Ờ, mà đùa cháu trộm này. Bên này lắm dục phi lắm rồi. Cái là khá to hay cái nhỏ thôi. Đấy, kiểu gì quên được giật. Thế mà có hôm em ngồi ra mình giá được giật phát nào ấy. Đây đến cần của em, hai anh em mồi như nhau nhá. À em tiện đưa luôn tiền đi tí không đã về ra em ơi. Đưa luôn 2 lít đi tí anh gửi cho. Để tí ông ấy đâu phải vòng mất thời gian. Thời gian nó quá dài, cho nên ngồi kiểu gì cá nó vào. Kiểu gì cá vào đây ông mồm nhăn răng. Không biết móm bao nhiêu ngày. Trước có một lần cháu ngồi ở đây mà đến gần 20 buổi. Không được một con nào. Có cái thì ngồi nó phê, cái này ngồi nó thoải mái. À, được mỗi cái nó thoải mái thời gian thế là cứ ngồi. Ta cứ ngồi từ 9 giờ, 10 giờ đến 7, 8 giờ tối. Như ở Hồ Vân đây nó cũng thoải mái thời gian nhưng mà cá bên đấy bẩn nó không ăn được. Cá bên hồ con đây bây giờ bẩn quá. Hôm nó lội mò chai bên kia nó vứt ra rồi mảnh chai rồi mảnh xanh rồi đủ các cái gì hỏng hết nó vứt hết ra đằng sau. Bẩn. Tao là hỏng mấy con treo rồi. To. Bọn phóng sinh cũng thả nhưng mà đã thằng béo lên tuần thế này. Chép thế nào phóng sinh một tuần nay mà chưa nào lên. Đấy chưa lên. Không có một ông lên ở đằng kia lên một con rồi. Ở đây có con chép vàng này, to chép vàng đi. Hôm nọ được con chép vàng đây 9 lạng rưỡi. Chép à? Tao, dù gì chắc cá vàng thì xem mà đéo gì. Cá vàng xem làm gì, hôm nọ thôi giật đây này, về phóng sinh ở đình luôn. Cá vàng thì xem làm cái gì? Không, cứ câu ở bên đây, câu nổi ý nó không ăn ý. Xem chép vàng nó rút hết vào cỏ. Có người câu hôm qua câu không bao giờ ăn được. Đấy. Bên này ném ở bên đấy. Mấy con cái này là... con thế nhỉ. Tôi bảo ông tự nhưng mà ông đắp lại không mua được cả. Nếu nó thả đấy giờ ông đắp vào ông tắm nhưng mà nó đầy. Ông đề đưa ao cá. Bác Hồ. Nhưng mà bao nhiêu người câu không ăn. Ăn chứ. Ăn đồng bán. Ông táo nó có lấy đồng bán. Cái này chỉ có con nào to to thò lên để lấy lục giật. Mấy cái con nó nổi đây. Ông nhiều cá lắm, nhiều lục phi lắm. Thông câu ở đây đéo câu. Ok, xong vào việc anh em.
anh em mất hai con mè rồi. Mất lúc chưa quay cơ, mất hai con mè rồi. Rồi để xem từ giờ đến tối có được cái gì không. Cá khá vào ổ đấy. Rồi nó nhá anh em, tối rồi mình tắt quay phim đi, nhớ một tối được thì mình quay chép. Anh em nha. Chép 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 chép. Kéo thì kém này. Tụt bị tụt chân dưới. Chép cũ. Mọi người tin được không? Thì vệ cá lôi mất cả phao đi mà loanh quanh anh. Anh giật đéo được mà tin đâu. Quay cả đài luôn. Chép, 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 chép. Anh mới được một con chim. Một con rô phi đi. Lúc nãy anh giật một phát mà anh em cá cực kỳ cuốn ổ luôn. Nhưng mà giật hôm nay không hiểu kiểu gì giật không được. Vừa lên cái vẩy con mè giật phát nó chạy bằng nửa cái móng tay anh em ạ. Anh em biết là mè nó gấu như nào rồi. Hôm nay nói thật là quá đen luôn. Giật không biết bao nhiêu phát mà đều không được. Mà toàn tì mất phao luôn. Mắc xong là tì mất phao mà giật không được anh em ạ. Quá nhọn. Được có mấy con danh con đây thôi anh em ạ. Đang cuốn ổ có cái cụ tổ thằng chủ hồ nó ra nó đuổi. 10 giờ. 10 giờ tối rồi anh em. Nói chim cút nha. Hẹn anh em các video sau. Hôm nay cuốn ổ lắm nhưng mà không giật được.